Mấy ơi. Đi ra hết sao? Wow. Muối cuộn cơm rất là dày các bạn. Tâm hoài mà không trúng cái hộp. Xem nè, siêu đã luôn, còn mẻ cay lắm, mẻ cay lắm. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở vườn sầu riêng Phương Trang nha các bạn. Cái này là video chia sẻ cho các bạn xem về sầu riêng Phương Trang. Đó, trời lại mưa nữa các bạn. Sầu riêng lên tối qua mấy tấn luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào quá trời cơm luôn các bạn. Đây, sếp đang cua cho anh trai khách trong này. Đó, quá đã luôn các bạn. Siêu lép, siêu vip. Coi xếp khui nè các bạn. Quá trời cái muối to đã. Quá bự à. Loại này ngon là 100 ngàn này chị ơi. 40 con kia à. 40, 70. Trên cậy này ngon nè chị. Hai hộp cơm quá đã luôn các bạn. Chai này nhỏ xíu mà cơm nhiều các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn.